bạn đang muốn tạo một ứng dụng quản lý khách hàng nhưng không biết lập trình. Với Studio Low-Code, giờ đây chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn có thể xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, nhanh chóng và hoàn toàn trực quan. Để bắt đầu tạo một ứng dụng, bạn chỉ cần click vào nút tạo ứng dụng ngay trên giao diện chính. Tại đây, bạn dễ dàng đặt tên, chọn biểu tượng. Và thêm mô tả ngắn cho ứng dụng. Chỉ trong vài thao tác, ứng dụng khách hàng đã được khởi tạo, sẵn sàng cho các bước thiết kế chi tiết tiếp theo. Sau khi khởi tạo, bạn hãy truy cập ứng dụng để cấu hình chung. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh màu sắc nhận diện, kích hoạt dashboard và tạo mới phân quyền truy cập theo từng vai trò bằng cách đặt tên và thiết lập điều kiện tương ứng. Những thiết lập này giúp ứng dụng vận hành đúng mục đích và bám sát quy trình doanh nghiệp. Mỗi ứng dụng đều bắt đầu từ dữ liệu lõi và đó chính là đối tượng. Để tạo mới, bạn hãy click tạo đối tượng. Tại form tạo mới, điền các thông tin cơ bản như là tên đối tượng, trạng thái, alias, mô tả và cập nhật để chuyển sang bước cấu hình chi tiết. Tại giao diện này, bạn có thể thiết lập các cài đặt chung, ví dụ như phần tác vụ import, export, biểu mẫu hoặc thảo luận và phân quyền truy cập chi tiết theo vai trò người dùng. Chỉ sau vài thao tác, nền tảng dữ liệu cho ứng dụng đã sẵn sàng. Một điểm nổi bật của nền tảng low-code này chính là khả năng thiết kế form linh hoạt, dễ tùy biến theo nhu cầu. Tại giao diện tùy chỉnh form, bạn có thể nhanh chóng tạo mới bất kỳ trường dữ liệu nào từ việc chọn loại trường, định dạng hiển thị, giá trị mặc định đến cập nhật cấu hình. Tại màn danh sách, chỉ cần kéo thả các trường từ menu bên trái vào form, bạn đã có thể sắp xếp lại vị trí, điều chỉnh các thuộc tính một cách trực quan. Chỉ sau vài thao tác đơn giản, bạn đã xây dựng được một form nhập liệu chuẩn hóa, phù hợp với quy trình nhiệm vụ của doanh nghiệp mình. Không chỉ dừng lại ở việc thiết kế dữ liệu, nền tảng còn hỗ trợ bạn tạo tác vụ riêng cho từng đối tượng. Chỉ với một cú click vào tạo tác vụ, nhập các thông tin cần thiết như tên, alias. Đặc biệt, bạn có thể click vào icon Global để thiết lập đa ngôn ngữ giúp biểu mẫu phù hợp với doanh nghiệp. Cuối cùng, chỉ cần chọn loại tác vụ phù hợp và nhập mô tả là bạn đã có ngay một tác vụ được cá nhân hóa theo đúng nhu cầu nghiệp vụ. Tại mỗi tác vụ, bạn có thể thiết lập các cài đặt chung và phân quyền cho các vai trò phù hợp giúp quy trình vận hành rõ ràng và có kiểm soát. Sau khi đã thiết lập cài đặt, bạn có thể thiết kế toàn bộ luồng xử lý tác vụ tại workflow. Tại đây, bạn có thể kéo thả các nốt chức năng từ menu trái vào khung mẫu, cài đặt form mẫu, thiết lập điều kiện. Cấu hình thông báo và liên kết chúng lại theo logic mong muốn mà không cần viết một dòng code nào. Từ điều kiện tạo mới, thông báo, lưu lịch sử đến chuyển hướng hành động, mọi quy trình đều được trực quan hóa thành sơ đồ dễ hiểu và dễ kiểm soát. Giờ là lúc khai phá vũ khí mạnh nhất trên nền tảng Workflow Studio, nơi mọi quy trình được tự động hóa, chọn điều kiện bắt đầu, thêm các bước xử lý, sắp xếp theo logic, mọi thứ đều trực quan và linh hoạt. Workflow sẽ tự động chạy ngay khi đủ điều kiện, đảm bảo quy trình liền mạch, không bỏ sót bước nào. Tác vụ chạy mượt, quy trình sẵn sàng, giờ là lúc biến dữ liệu thành hình ảnh. Chỉ với vài cú click, bạn có thể tạo một dashboard trực quan, theo dõi và quản lý mọi chỉ số dễ dàng. Tất cả dữ liệu hiển thị theo thời gian thực, sinh động, dễ theo dõi. Chỉ với vài phút, bạn đã xây dựng xong một ứng dụng CRM hoàn chỉnh mà không cần lập trình, còn chờ gì nữa. Hãy bắt đầu trải nghiệm nền tảng Studio Low-Code và khám phá sức mạnh tạo ứng dụng cho riêng bạn.